Hôm nay em Khanh sẽ tiếp tục lên cho anh chị một cái mẫu xe tải ZAC N200E5, một cái phiên bản mới hoàn toàn của nhà máy ZAC. Bữa lên thùng bạc nhiều rồi anh chị, chưa lên thùng kính. Và nhiều anh chị bây giờ còn cái con xe thùng kính để vào thành phố. Tại vì đa số khách hàng mà đi vào thành phố thường là lấy thùng kính. Tại vì khách hàng chở như thương mại điện tử nè, chở văn phòng phẩm nè, người ta sẽ còn thùng kính để mà chống nước với lại cái hàng hóa của họ, để cái công ty á nó đảm bảo an toàn, không bị thất thoát. Thì bây giờ giới thiệu cho anh chị cái con xe này, ZAC N200E5. Thì cái ZAC N200S mẫu cũ máy công binh đã hết hàng nha anh chị, không có sản xuất nữa. Bây giờ chuyển qua thay thế là cái mẫu E5 này hết nha anh chị. Đó, giờ anh chị thấy cái mặt nạ phía trước, em cũng đã làm rất là nhiều video để phân tích về cái đẹp xấu của xe này rồi. Nhưng mà quan trọng vẫn là tùy thẩm mỹ mỗi người. Đó, thì con xe này nó có cái ưu điểm là cái cụm đèn nó là đèn mới hoàn toàn, đèn LED rất sáng và đèn ban tự động nha anh chị. Có nghĩa là khi anh chị đi vào ban đêm là tự động nó sẽ sáng. Đó, nó có chế độ là đèn tự động. Đó, rất là đẹp. Số loại nè anh chị, số loại mới N200E5 nha. ZAC nè. Mẫu mới. Lớp thì nó cũng giống vậy thôi anh chị, 716 nó Kasumina, phiên bản thùng kính. Bữa giờ nhiều anh chị kêu đi tìm cho anh chị cái máy công binh máy Mỹ á, nhưng mà làm gì còn hàng đó chị, nó sản xuất hết sản xuất rồi. Giờ chỉ còn cái mẫu này thôi. N200E5. Thùng dài 4m3. Để mình đóng lại xíu. Đóng cửa lại. Đó. Con này thì thùng vẫn 4m3 bình thường, tải trọng 1 tấn 990, giống y chang như cái phiên bản cũ nha anh chị. Đây. Giá hiện tại giờ con này đang có chương trình khuyến mãi 20 cũ. Trả trước đâu đó tầm khoảng 101, 102 là có thể nhận được xe rồi anh chị. Thì cơ bản thì con xe này về cái thông số thùng thì nó cũng giống y chang như con N200S thôi anh chị. Và 4m3, bề ngang 1m820, chiều cao là khoảng 1m880, gần 1m9 anh chị. Còn như và nó thay đổi lớn nhất là phần mặt nạ phía trước và cái động cơ. Động cơ không phải là động cơ Mỹ nữa nha, không phải động cơ Cummins nha anh chị. Động cơ của nó bây giờ là động cơ Gen Z. Get gì đó, nói chung là của ZAC sản xuất. Với dung tích máy là 2.1 máy, gần 2.2 thôi anh chị. Em thì tiếng Anh không chuẩn đâu, em có sao em đọc theo tiếng Việt thôi. Cửa nẻo thì nó cũng giống y chang cái mẫu cũ thôi anh chị, nhưng mà bên trong nó thay đổi một chút. Em đang đeo cái ba lô ngược, nó hơi thông cảm em xíu, em đi công việc mà thấy xe sẵn quay cho anh chị coi luôn. Cho cái mẫu bữa giờ anh chị kêu tìm mẫu máy công binh làm gì có nữa, tìm anh chị nổ máy luôn nha. Đó, cái mẫu này máy nó nhỏ, hình tiếng máy nó nổ rất là êm nha anh chị. Em bật máy lạnh luôn, ZAC thì được có cái máy lạnh, lạnh rất là nhanh và lạnh rất là sâu. Thêm tiện nghi là thêm một cái hộc để giấy tờ, hai hộc, hai cái chỗ để giấy tờ. Là kiểu nhà máy làm là nói là anh chị làm mấy mua mấy xe này phải kiếm thật nhiều tiền để bỏ đầy hai cái hộc này nha anh chị. Chứ ít tiền quá bỏ không được, nên là nhà máy thiết kế thêm hai hộc để anh chị để tiền thêm. Giấu vợ để anh xe. Nói cho vui vậy thôi nha anh chị, nếu có tiền về đưa cho vợ vui nha. Đó, đi làm mình chỉ mong cảnh vợ con mình vui vẻ, có nhiều tiền để gia đình sum vầy thôi. Đây, xe trang bị máy lạnh ra vô đây mình đầy đủ nha. Anh chị muốn độ màn hình Android hay muốn độ gì thì độ trên đây nha. Nè, độ cái chỗ này và độ chỗ này. Tùy nhu cầu của anh chị thì bên camera là sẽ thiết kế. Loại đó thì nó cũng tùy loại. Từ 2 triệu mấy cho tới 5 triệu mấy tùy loại. Vô lăng thì nó vẫn y chang như vô lăng cũ nha anh chị. Đây hệ thống ga tự động, tăng giảm âm lượng, nghe gọi trực tiếp tùm lum trên đây hết. Nhưng mà chỗ này cái nó không, thay vì lúc trước là nó sẽ có cái hộc để ngay chỗ kia anh chị, bây giờ là nó bít luôn, nó chuyển lên trên đây, nó chuyển lên trên. Rồi còn trên đây là thiết kế mấy cái độ chỗ chắc để canh nghĩ để điện thoại hay để gì đó. Nhưng mà nếu mà họ làm bằng bằng ra thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình để mình để đồ. Đó, nó hơi chút nha anh chị. Đó, còn đây là mấy cái tem kiểm định. Máy lạnh lạnh rất là sâu nha anh chị. Ghế ba chỗ ngồi cũng giống vậy thôi. Anh chị thấy mẫu này ok không? Ok, nhắn anh nha, xe sẵn giao ngay. Khuyến mãi 20 cũ, giá thì tầm khoảng 400, hơn 400 tùy theo thời điểm. Nhưng mà anh chị, nếu anh chị cảm thấy thích xe này, anh chị nhắn cho em để em hỗ trợ anh chị nha. Ok anh chị,
Rồi cảm ơn chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ Khanh trong thời gian vừa qua nha. Hy vọng là thời gian sắp tới thì anh chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Khanh để Khanh hỗ trợ anh chị có những cái cột xe đẹp và chất lượng tốt nhất nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.